À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các em, và hôm nay thầy Đạo đã có mặt ở đây để chia sẻ cho tất cả các bạn về cái phần thứ hai trong bài Unit 7 Further Education. Và các bạn đừng quên là trước mặt của chúng ta sẽ luôn có một quyển vở và một cái bút nhá, để chúng ta cùng ghi lại những cái cụm từ hay và cũng như là những cái điều mà thầy đã sắp nói dưới đây cho các bạn. Ok, và bài tập của chúng ta rất là dễ các bạn ạ. Dễ với thầy Đạt, nhưng không biết là khó với các em không thì thầy không biết nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bên dưới như này thì chúng ta sẽ có cái phần đó là chọn đáp án A, B, C hoặc D. Và nhiệm vụ của tất cả các thanh niên đó chính là chúng ta sẽ chọn xem là cái từ nào nó phù hợp trong từng cái câu này các bạn nhá. Và nếu như bạn không chọn được đáp án đúng thì thầy Đạt sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn là tại sao đáp án này chính xác. Nên là mình đừng có mà sợ là mình mắc lỗi sai. Chúng ta cùng đến câu đầu tiên, đó chính là câu số 11. Câu 11 của chúng ta ở đây đó chính là rất là khó, đâu, rất là dễ chứ nhỉ? Rất là dễ để... Not easy là không khó, không dễ một tẹo nào, có nghĩa là rất là khó để có thể kiếm được một công việc ngon lành mà không có cái bằng cấp... Qualifications của mình ở đây có nghĩa là bằng cấp. Vậy thì đáp án của câu này là như thế nào? A, academic có nghĩa là gì? Về học thuật. Câu B, social. Social là về xã hội. Câu C là great, là tuyệt vời. Và câu D, favorite. Yêu thích thì câu này chắc chắn chọn đáp án là gì rồi các bạn? A rồi đúng không ạ? Academic qualifications là bằng cấp về học hành đúng không các bạn? Thì chúng ta chọn luôn là câu 11 nhá. Là academic qualifications. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu thứ 12. At the blah 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 level, you can join the 3-year of or 4-year colleges. Ở cái mức độ nào bạn có thể join vào những cái trường cao đẳng 3 năm hoặc là 4 năm, join 3-year or 4-year colleges. Chúng ta nhìn thấy ở đây là primary, ở cấp độ ở tiểu học, mà primary làm sao được secondary hoặc là postgraduate hay là undergraduate. Thì chắc chắn câu này của chúng ta nhớ cái từ là graduate là tốt nghiệp, under là gì? Under là chưa tốt nghiệp. Còn postgraduate của chúng ta là hậu tốt nghiệp, là sau khi bạn tốt nghiệp xong bạn học thêm một khóa nữa đấy, thì người ta gọi là postgraduate. Vậy câu này của chúng ta là 3 năm hoặc 4 năm thì chúng ta sẽ ở cấp độ nào, là những người mà chưa tốt nghiệp đúng không ạ? Sẽ chọn đáp án là D, undergraduate. Đấy là cái câu thứ 12 của mình các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang câu thứ 13. Câu 13 của chúng ta là he hasn't blah blah for. Chúng ta nhìn thấy có cái từ là for the end of term test, lo lắng bởi vì anh ấy ... cho. Vậy có nghĩa là gì? Chưa kiểm tra đúng không ạ? Chưa kiểm tra. Vậy câu này của chúng ta chọn là gì nhá? Hay là chưa gì? A, kiểm tra. Chưa kiểm tra cho. Câu này có phải không? B, là nghiên cứu. Research là nghiên cứu. Câu C, study. Chưa học hành cho cái bài kiểm tra cuối kỳ. Câu D là read, là chưa đọc. Làm sao mà chưa đọc cái này được? Chắc chắn câu này sẽ chọn là C, study. Đúng không ạ? Chưa học cho cái bài kiểm tra cuối kỳ. Vậy đấy là câu số 13. Vậy câu số 14 chúng ta sẽ như thế nào? Any people caught, bất kỳ một học sinh nào mà bị bắt gì đấy sẽ bị bắt là đứng ở trước toàn lớp học. Vậy A đó là gì nhỉ? Misbehave. Đó chính là cư xử không tốt. Câu B là misbehaved. Câu C, tất cả thằng này của chúng ta đó chính là về trường từ vựng của nó thôi các bạn ạ. Và câu thứ 14 này của mình sẽ chọn đáp án là gì? Thì các bạn nhớ là từ caught của chúng ta sẽ đi với nó là danh từ. Vậy thì trường hợp này của chúng ta sẽ chọn là nào? Danh từ ở đây thì có mỗi thằng C và thằng D thôi. Thằng A và thằng B của chúng ta chưa chính xác. Và caught của chúng ta ở đây là bị bắt. Bắt thì chúng ta là gì? Cái việc mà thái độ không tốt ấy, thì người ta dùng cái từ là misbehaving. Bị bắt là việc là thái độ không tốt. Thì chúng ta dùng cái đáp án là D trong trường hợp này các bạn nhé. Đây gọi là thái độ không tốt. Còn kia là hành vi chưa được tốt. Đấy. Thái độ khác, hành vi khác nhé. Chúng ta chọn đáp án là D trong câu này. Đấy là câu thứ 14. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu 15. They, blah blah, sacrifices. Cái từ này có nghĩa là gì? Hy sinh đây. Vì để làm sao đứa con duy nhất của họ có được một cái nền giáo dục tốt. Vậy là gì? Họ hy sinh để
cái câu này giống như kiểu người Việt mình có nghĩa là gì nhỉ? Là hy sinh đời bố, củng cố đời con này đúng không? Và cái từ hy sinh này chúng ta đi với động từ nào? Câu A là made, câu B là did, câu C là provided và câu D là lent. Thì chắc chắn câu này chúng ta biết ngay cấu trúc là gì rồi. Đó là made, đúng không? Made sacrifices là gì? Hy sinh. Đấy là câu số 15 của tất cả các bạn. Chúng ta sang câu số 16. A university is an institution of higher education and research, which grants blah blah degrees at all levels in a variety of subjects. Một cái trường đại học là một cái viện nghiên cứu và gì học lên cao mà nó sẽ grants cái gì đấy, nó sẽ cung cấp đó cái bằng ở mọi level cho những môn khác nhau. Vậy bằng này là bằng gì các bạn ơi? Câu 16 của chúng ta là bằng gì nhỉ? Bằng này là các trường đại học thì làm sao là chọn đáp án đi được. Rất nhiều bạn là vocational training là hướng nghiệp đây. Thì phải chọn là gì? Những cái bằng mà về học thuật. Nên cái này sẽ là academic các bạn nhớ. Nên đáp án của câu này sẽ chọn đáp án là C. Grant ở đây chính là trao cấp. Các bạn nhớ chưa? Grant là trao cấp. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu tiếp theo là câu số 17. You have to be highly blah blah to do well in these subjects. Bạn chắc chắn phải làm sao đó để làm được tốt trong những cái môn này. Vậy câu A đó là cạnh tranh, câu B là đối thủ. Dù mấy câu này các bạn biết ngay rồi. Chúng ta nhìn ngay là có từ highly đó chính là gì rồi? Là trạng từ. Vậy trạng từ phải đứng trước cái gì? Đứng trước động từ hoặc là đứng trước gì? Tính từ. Thế nhưng chúng ta nhìn đây có động từ to be rồi thì nó là một động từ rồi thì chắc chắn không thể nào mà chúng ta lại lấy một động từ compete vào đây được mà đây không có compete. Vậy chúng ta chỉ có thể chọn anh tính từ thôi. Vậy tính từ trong câu này đó chính là competitive, là bạn là chắc hẳn là rồi là có một cái gì cạnh tranh rất là cao để có thể mà làm được. Đó đó đó, làm được giỏi trong những cái môn học này. Đó. Thế nên câu này của chúng ta chọn đáp án là A các bạn nhé, competitive, mang tính cạnh tranh. Chúng ta sang câu 18. I can't cope well. Well của chúng ta ở đây là all the homework I've got to do. Và các bạn nhìn thấy là từ cope well là để tôi không thể nào mà có thể là xử lý được tốt. Thế từ xử lý từ cope đi với giờ tôi gì các bạn ơi? Chắc chắn chúng ta chọn đáp án là D. Cope with là gì? Xử lý, đúng không? Đối mặt với tất cả. Đó. Ý của câu này là tôi không thể nào mà xử lý được tất cả những cái công việc mà tôi bắt buộc phải làm tốt được đâu. Đó, cope with. Nhá. Đấy là cái câu số 18 của mình. Chúng ta lại cùng tiếp tục nhau sang câu thứ 19. Blah blah education normally provides undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Câu này của chúng ta là cái chương trình gì đây mà cung cấp cho những cái undergraduate này và postgraduate education này cũng như hướng nghiệp. Thế đây là dành cho cái gì đây các bạn? Câu thứ 19 nào. Chúng ta chọn đáp án là gì rồi? Tertiary đúng không? Đó, từ này có nghĩa là gì? Giáo dục lên cao ấy, đúng không ạ? Đấy. Higher nó bằng từ higher education. Đó. Đại học cũng thế. Từ này là chúng ta lưu ý. Chúng ta tiếp tục sang câu thứ 20. You find plenty of books on the business studies in the library. Bạn có sẽ tìm được rất nhiều sách vào cái mảng nào nhá, ví dụ là sách này về kinh tế hay là về vật lý on cộng cái mảng đó ra. Đây đó chính là gì nhỉ? Business studies đó là nghiên cứu về kinh doanh. Vậy chúng ta nhìn trong câu thứ 20 này của chúng ta thì các bạn chọn đáp án là gì nhá? Đó là gì? Về cái môn học đúng không ạ? On the subject, sách về cái môn học đó là business studies. Còn cái từ schedule của chúng ta có là gì? Lịch trình này, lesson là bài học thì chắc chắn chỗ này chúng ta không sử dụng được rồi. Vậy chúng ta chọn là B subject. Chúng ta cùng dành thời gian cho câu tiếp theo là câu số 21. I wonder if you could tell me who was the water. Tôi đang băn khoăn là bạn có thể nói cho tôi biết được là ai là người được trao cái giải thưởng gì đó. Là gì đây? Scholar là học giả, scholastic ở chúng ta chỗ này là scholastic của chúng ta đây chắc chắn là đóng vai trò là tính từ rồi, scholarship này rồi scholarly thì chúng ta nhìn thấy the thì chúng ta phải cộng với danh từ nên chắc chắn chọn đáp án là gì rồi các bạn, chọn đáp án là C scholarship đó chính là học bổng. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu thứ 22. My dad said that I'd be better spend more time on my tốt nhất là tôi nên dành nhiều thời gian vào cái gì đó. Student studied studious và studies đúng không ạ?
Thế vậy thì theo các bạn thì câu này của chúng ta chọn đáp án là gì nhé các bạn ơi? Chúng ta nhìn thấy on my thì cộng với từ loại của chúng ta sẽ là từ loại gì nhỉ các bạn nhỉ? Theo các bạn thì từ này của chúng ta sẽ cộng với từ loại gì ạ? Danh từ đúng không? Vậy chúng ta phải chọn là gì? D thôi. On my studies. Và thằng này là danh từ đếm được nhá. Đấy, danh từ đếm được. Thế nếu như mà thầy Đạt mà thì bố của tôi bảo thế thì chắc chắn là phải nói về học sinh của thầy Đạt rồi đúng không? Tại vì thầy Đạt còn đi học nữa đâu. Thế nên là tùy vào văn cảnh của câu này, nên câu này tốt nhất là chúng ta chọn đáp án là studies. Được chưa? Nhá. Đấy. Các bạn nhớ là những cái âm này của chúng ta nó có một cái điều đặc biệt rất là hay. Đó. Đây. Student này. Rồi là studies này. Studious này, âm U. Đấy, và thằng này là studies. Các bạn nhớ chưa? Những cái anh này nó rất là đặc biệt nên chúng ta phát âm cho nó chuẩn nhá. Chúng ta sang câu thứ 23. He has got a degree blah blah information technology from Oxford University. À, câu này là có một cái bằng ở trong cái mảng nào đó. Vậy mảng nào đó chúng ta chọn giới từ gì nhá? In for on of. Các bạn nhớ cho thầy Đạt là hôm trước chúng ta nói là về môn học, về môn nào đó chúng ta dùng từ on đúng không ạ? Về cái mảng nào đó, sách về cái bảng gì books on. Thế nhưng mà bằng degree thì chúng ta sử dụng giới từ là giới từ in các bạn nhá. Get a degree in cái gì đó ngành chúng ta cộng vào đằng sau là được. Đấy là câu số 23, chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Tiếp tục chúng ta sang câu số 24. I don't really blah blah the point of taking the exam when you are not ready for it. Là tôi không chấm 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 cái gì đó của việc là gì tham dự kỳ thi khi mà bạn chưa sẵn sàng. Vậy A đó chính là annoy, câu B là have, câu C là see và câu D là take. Thế tức là tôi chả thấy được cái điểm lợi lộc gì cả. Thì câu này chúng ta chọn đáp án là C. I don't really see the point of. Câu này là see the point of là thấy được cái điểm mạnh, thấy được cái điểm tích cực của cái gì đó. À, ta chả thấy được cái điểm gì lợi lộc gì từ cái việc là đi nhảy chẳng hạn đúng không? Đấy thì chúng ta là I don't see the point of dancing. Chả như thế các bạn nhá. Nhớ cái cụm từ này cũng rất là hay, là nhiều bạn dùng cụm từ này là thôi trở thành người bản xứ rồi, không còn học tiếng Anh với thầy Đạt nữa đâu. Thầy nói đùa vậy đấy nhá. Không, các bạn lại bảo thầy Đạt đi tuyên truyền ảo chết dở. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 25. If you're not sure what something means, look it in the dictionary. Nếu bạn không biết cái từ something này nghĩa là gì thì mời bạn hãy tra nó trong từ điển. Vậy tra trong từ điển chúng ta dùng cụm từ là look something up. Đúng không ạ? Look something up in the dictionary. Đấy là câu số 25 của chúng ta. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu tiếp theo, đó chính là câu số 26. Miss Dawson said that we are blah blah a lesson in the library next Monday. Câu này của chúng ta đó là gì nhỉ? Bà này nói rằng we are lesson in the library next Monday. Và câu này của chúng ta nói là nói rằng là chúng ta làm sao đây? À, going out lesson đó chính là gì nhỉ? Đang là đi. Câu B là có cái bài học. Tiếp theo là making là tự làm ra bài. Và câu D là reading. Thế trong câu này của chúng ta sẽ chọn đáp án là gì các bạn ơi? Nào, chắc chắn là chúng ta phải chọn từ gì rồi? B đúng không ạ? Đó, having. Having chúng ta sẽ có một cái lesson ở trong thư viện vào. Và vào cái thứ hai tới nhá. Vậy đáp án của câu thứ 26 sẽ chọn đáp án là B. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu thứ 27. My dad wants me to go to university, but I am in blah blah minds about it. À, bố của tôi là muốn tôi đi đến trường đại học nhưng mà tôi đang mind là trong đầu đây. Vậy câu này là gì? Tôi đang ở cân nhắc hoặc là tôi đang ở hai ngã rẽ là tôi đang đắn đo rồi đấy. Thì cái cụm từ này của chúng ta có một ý điểm rất là hay, đó là be into minds about something. Và be into minds about something, cụm từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đang phải làm sao nhỉ? Tội là tôi đang đắn đo và tôi chọn hướng này hay chọn hướng kia đấy, đúng không ạ? Đó, thì into minds là vẫn chưa quyết định được. Ví dụ như bây giờ các bạn đang có đi học tiếng Anh thầy Đạt với lại một thầy cô khác. Thế bạn phải là into minds là xem là mình sẽ học thầy Đạt hay là học với thầy cô khác. Thì đấy kiểu là into minds nó là như thế các bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu thứ 28. Yesterday we had a discussion different
cultures. Vậy từ discussion của chúng ta thì chúng ta dùng cái cụm từ gì nào các bạn ơi? Đó là giới từ, chắc chắn các bạn biết rồi, là về cái vấn đề gì, sẽ là about. Ok, we had a discussion about, chắc chắn là nói về phần này, về vấn đề nào. Câu thứ 29, I still have a lot blah 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 about the English language. Câu này của chúng ta là tôi có rất nhiều những cái a lot về cái ngôn ngữ. Là tôi vẫn, câu này chúng ta chọn đáp án là gì nhỉ? Tôi vẫn cần phải có rất nhiều thứ là cần phải học về cái ngôn ngữ tiếng Anh, gọi là to learn about, đúng không ạ? Nên đáp án của câu này sẽ là D, to learn about. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu thứ 30. Bentley missed a few months of school because of illness and found it difficult to keep blah blah with her classmates. Cái nhớ một gọi là gì nhỉ? Cái ý của quý cô này là vắng bóng một vài tháng ở trường bởi vì bệnh tật và cảm thấy rất khó để có thể làm sao đó với bạn cùng lớp. Thế nếu các bạn mà nghỉ học, các bạn không đến trường thì chúng ta sẽ bị làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ là không thể nào theo được các bạn ở trên lớp của mình, đúng không? Thì cái cụm từ là keep chấm with, nó là theo kịp được. Thì chúng ta dùng cái cụm từ đây là keep up with her classmates, là theo kịp được với lại bạn trên lớp của mình. Nên câu này chúng ta chọn đáp án là D, keep up with các bạn nhé. Vậy đấy, toàn bộ cái phần này của chúng ta vừa mới hoàn thành 20 câu về phần từ vựng. Và thầy đã hy vọng rằng là tất cả các bạn cùng nốt lại vào vở. Ít nhất là cũng mình cũng học được rất nhiều những cái kiến thức của từng câu một. Nên chúng ta cùng nốt vào vở để chúng ta cùng học nhé. Và thầy Đạt sẽ mời tất cả các bạn chúng ta cùng sang chuỗi series tiếp theo. Đó chính là chuỗi series về từ đồng nghĩa các bạn nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.